Rồi ok, thì cuối cùng mình cũng đã tháo banh chiếc xe ra nha. Đây, thân xác nó đây. Tính ra chiếc xe này mình mua tới bây giờ là cũng 4 năm rồi. 4 năm trời anh em. Thì cái xe nó cũng giống như con người, nó cũng già theo mình. Mình già bao nhiêu tuổi thì chiếc xe nó cũng già bấy nhiêu. Nó đã bị lão hóa một số chỗ. Thì hôm nay mình sẽ thẩm mỹ chiếc xe này lại một lần nữa nha. Xe này nói chung là mình dọn rất là nhiều lần nha anh em. Dọn hoài luôn. Dọn hoài, sửa hoài, đổi vơ liên tục. Nhưng mà thời gian gần đây mình có lỗi với nó. Ok, hello anh em ha, mình là mình đây. Bây giờ khoảng 10 giờ sáng nha anh em. Hôm nay mình dậy rất là sớm, 7 giờ đã ngóc đầu dậy. Tại vì hôm nay mình có một dự án cùng với chiếc xe này. Và hôm nay là cái ngày để mà mình thực hiện nó cùng với chiếc xe này. Dự án này chắc là mình sẽ chia ra làm hai clip. Clip này là mình sẽ tháo cái xe ra, mua đồ gắn vô. Clip thứ hai là cái clip hoàn chỉnh nha anh em. Làm xong xe bắt đầu mình đi tour. Mình sẽ thay đổi màu sơn. Màu gì thì chắc là anh em cũng biết rồi. Nếu mà anh em nào xem clip của mình từ xưa tới giờ thì anh em sẽ biết mình thích cái màu gì ha. Mình tên là Red, Red là đỏ, nhưng mà mình lại không thích màu đỏ. Sơn cặp mâm, sơn cặp lốc. Nói chung là chỗ nào cũ thì mình sẽ sơn lại hết. Anh em cùng đón xem nha. Bây giờ thì mình đi thôi. Dạo này cảnh sát giao thông nhiều quá, cho nên đi đường xe độ là phải đi đường khác, không có đi đường chính được. Cái này là mình vô đường song hành để mà chạy. Ở trong này thì ít, chứ không phải là không có nha. Nở khắp mọi nơi. Đây là ngã tư Bình Thái. Ấp đù về gì ba, chạy từ từ thôi bạn hèn. Trời đất ơi, làm gì đó dữ vậy? Rồi xong anh em ơi, xong rồi. Chưa chưa, từ từ. Đèn đỏ mà anh ta không có nói gì hết là mọi người phải hiểu là chuyện gì xảy ra sau đó rồi. Thôi thôi, không giỡn nữa, không giỡn nữa. Má ơi, anh bạn chạy dữ quá. Nhưng mà xe ảnh chắc là xe zin. Mà xe zin chạy dữ thiệt, công nhận đề ba đúng lẹ. Báo quá báo. Thôi mình quẹo phải, mình vô đường này chạy cho chắc nha anh em. Nói chung là lên trên kia sẽ có vài anh giao thông đứng ở trên, còn vô trong đây thì không có. Vô trong đây thì mình sẽ đỡ đậu lại cái đèn đỏ. Này chỉ có anh em nào đi xe độ thì mới biết thôi.
Cô Biến anh em ơi, cô Biến. Rồi xong. Va chạm giao thông. Nói chung là không có ảnh hưởng gì người là được rồi. Theo mình thấy thì không có ai bị gì hết. Vậy là ok rồi. Chắc là đứng đó coi là bên nào đúng, bên nào sai. Của em có chưa anh Trọng? Điều tung tiền nữa. Đây. Cái đĩa ở nhà nó mòn quá. Thay cái đĩa. Đù. Đĩa này đĩa 4 lỗ dành cho ạc 135 đằng sau 220, cái size 220. Ừ, nhìn đẹp không Trọng? Này gắn vô đâu chế cháo gì như cũ hả? Rồi, lụm. Một cái đĩa là bước hơn triệu rồi nè. Đây là cái bát. Đây là cái bát đĩa nha. Thì lần này mình sẽ xài cái bát đĩa nằm trên. Này bát đĩa dành cho heo Rambo 2 bit đối xứng, logo lớn. Này cục canh. Này là bộ ron hả? Con cái hả? Con cái hả ông? Ừ, con cái à. Còn đây là cái gấp zin. Thì hồi trước giờ anh em thấy mình đi á, là mình đi gấp kéo nha. Gấp của mình là kéo ra 3-4 phần á. Còn gấp này là gấp zin nè. Thì mình sẽ thay cho xe mình gấp zin. Hạ zin, đỉnh cao của độ xe là về zin. Rồi này gì nữa. Này của người ta. Này cái bẩn anh em. Có mua thêm gì không ta? Ủa này heo đồ chơi hả? Heo mới đó em. À heo này dành cho xe đạp nha anh em. Phải không? Cái này dành cho mấy chiếc xe đạp cuộc nè đúng không? Sao nó nhỏ vậy? Chù chà, cái này mà anh em nào chơi mấy chiếc quay á, dọn kiện á. Đi con heo trước. Đẹp quá. Này 5 triệu mấy không? 4 triệu 9, cũng tầm đó mà. Siêu nhỏ nha. Đây, siêu nhỏ. Con này 5 triệu mấy nè. Này ra gặp chiếc GTX lúc nãy là rớt này luôn á. Hồi nãy gặp chiếc GTX. Chạy rớt đống hàng luôn. Con chúa đâu rồi? Đây này thứ bảy cho nhà. Em mượn coi. Để em. Ok, nãy giờ mưa anh em ơi, mới tạnh luôn. Bây giờ chạy về nhà rã xe ra. Lần này chắc là mình dọn nhiều á, rã ra làm mới lại. Tốn hết mấy triệu anh em ơi. Thốn quá, thốn quá. Trời ơi, không dọn thì thôi. Dọn rồi là dọn hoài nha anh em. Thà là mình để chiếc xe mình zin mình đi, mình đừng có đụng tới. Mình mà đụng tới là chạy thời gian thay đổi riết nó quen rồi đó. Với lại cái đồ chơi á, khi mà anh em gắn lên xe một thời gian nó sẽ xuống cấp, mà mỗi lần xuống cấp mình phải thay thế nó sẽ tốn tiền hơn là cái đồ zin.
GSX tới R15. Biển số đúc gầm quá dữ. Bô này nhìn cũng biết, bô R1 nha anh em. Cái tay hư quá nha. Dứt. Chưa. Chết mồ giao thông. Xuống khúc này trời hết mưa anh em ơi. Rồi ok, thì cuối cùng mình cũng đã tháo banh chiếc xe ra nha. Đây, thân xác nó đây. Tính ra chiếc xe này mình mua tới bây giờ là cũng 4 năm rồi. 4 năm trời anh em. Thì cái xe nó cũng giống như con người, nó cũng già theo mình. Mình già bao nhiêu tuổi thì chiếc xe nó cũng già bấy nhiêu. Nó đã bị lão hóa một số chỗ. Thì hôm nay mình sẽ thẩm mỹ chiếc xe này lại một lần nữa nha. Xe này nói chung là mình dọn rất là nhiều lần nha anh em. Dọn hoài luôn. Dọn hoài, sửa hoài, đổi vơ liên tục. Nhưng mà thời gian gần đây mình có lỗi với nó. Mình đã bỏ bê nó anh em. Xách đầu nó đi. Không có tu bổ gì hết, không có sửa sang gì hết. Thắng đĩa thì dính đó. Thắng đĩa thì dính mà không thèm sửa luôn. Suốt ngày cứ đi, xách đầu nó đi, không có sửa sang. Không biết là chiếc xe nó có giận mình hay là không, nhưng mà mình thấy mình có lỗi quá anh em. Cho nên hôm nay mình quyết định mình cải tổ. Nói chung là dọn từ trong ra ngoài nha anh em. Đây là cục máy. Mình cũng đã phá zin nó rồi. Mình đã lấy đi cái sự trong trắng của nó rồi anh em ơi. Xe này ngày xưa là mình làm bô xăng lửa. Nhưng mà nó trục trặc ở chỗ. Đó là cái gì anh em biết không? Cái máy của mình nó không có bị cái gì hết. Mà do cái chống trộm của thằng Su. Bô xăng lửa mà anh em đi cái chống trộm là nó bị thiếu điện, không có chạy được nha. Xong rồi mình xách đầu chiếc xe của mình đi rớt nắp, thả cam cái gì đó không biết, chạy không được luôn. Nói chung là cái bạn đó làm cho mình không ngon. Thì mình bỏ tiền ra mình làm mà đúng không? Không ngon thì mình nói không ngon. Mình cũng không muốn nhắc tên ở đây. Ngon dở là tùy chỗ. Mình chấp nhận. Chơi chấp nhận, không có than vãn ở đây anh em. Mình hồi xưa giờ rất là dễ tính trong cái việc độ xe, chơi xe, bị người ta thuốc, không bao giờ mình lên tiếng mình nói. Chấp nhận, bỏ tiền ra đóng học phí để mà khôn hơn. Rồi, thì mình chạy rớt nắp một thời gian, mình lên 68 luôn.
Thì xe mình hiện tại là cục máy 68 nha anh em, 68 zin zin. Nói là 68 thì nó chạy cũng hơn bô xăng lửa một chút xíu thôi, không có ghê gớm lắm đâu, cho nó nhẹ máy thôi. Tại vì cục máy của mình nó đã già rồi, mình làm tới làm lui đi nhiều quá, 60.000 cây là mình lên 68 zin zin. Thì bây giờ xe của mình á, đi được 10.000 cây rồi, cục máy này đi cũng gần 10.000 cây rồi anh em, bây giờ là 70.000 odo. Mình sẽ làm lại nha anh em, cục máy này mình sẽ làm lại một lần nữa. Bây giờ mình dọn ra ngoài trước, sơn phết đầu lại cho nó đẹp. Đồ chơi chiếc này thì bao la nha anh em, đồ chơi chiếc này mình vô rất là nhiều tiền. Đó, cái dàn di động là hết cục rồi đó. Rồi thì lần này mình sẽ sơn mâm lại nha. Cái mâm này á, mình sơn lại cái màu FZ. Thì cái đĩa của mình không thể nào để cái màu này được, mình phải phối màu anh em. Đó, chơi xe là phải phối màu, làm sao mình thấy đẹp mà người khác nhìn vô vẫn thấy đẹp. Cái phần máy thì từ từ, về ngoài trước phần máy mình sẽ làm sao nha. Két nước là mình sẽ thay luôn, chắc là mình sẽ thay một cái két nước nhôm nha anh em. Két nước là thay. Đằng sau thì mình sẽ thay đĩa. Heo ở dưới là dành cho mấy anh em đi kiển thôi. Còn nếu mà xe đi tour thường xuyên á, mà để con heo ở dưới á, trời mưa cát đất nó bắn lên, không ngon anh em. Đó, dời lên lớp xe, hạ lớp cho nó nhỏ bớt. Rồi, dàn áo là sơn phết lại. Xe này dự định là mình sẽ đi cái dàn áo màu tối, một số chi tiết là mình sẽ phối lên cái màu sáng. Nếu mà full chiếc xe đi màu tối mà không có màu sáng, anh em mà chạy ban đêm á, nó nguy hiểm. Mình sẽ phối cái màu sáng, nhưng mà tông màu chủ đạo vẫn là màu tối nha anh em. Ok, mình á, hồi xưa giờ mình đi, nếu mà xe mình không có màu sáng á, là không có hợp. Màu tối được, nhưng mà phải phối thêm một chút gì đó màu sáng, nó mới đẹp. Ở đây là anh em mình có sơn dặm, sơn si, si ốc. Nói chung là làm tất cả mọi thứ, cần cái gì làm cái đó nha anh em. Ok, ông ba về. Chú cha. Ê, từ 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 từ, gạt cái trống xuống cha, nó ngã xe bây giờ. Trời đất cơ. Sơn lại dọn mới từ trong ra ngoài. Tháo rồi sơn lại nói tao đặt lịch rồi chứ lu lu rồi sao rồi tháo. Đặt lịch gì? Cái tiệm có ai đâu đặt lịch. Làm gì? Cái tiệm sơn của ổng không có ai bỏ đồ luôn mà đặt lịch. Thì xe này anh em mình sơn lại từ trong ra ngoài. Nói chung là cái màu á, cái bánh mâm á màu FZ, cặp lốc màu FZ tháo sẵn luôn, bánh trước màu FZ luôn. Đó, còn cái dàn áo á, ông tư vấn giùm tôi đi. Tôi tính đi cái màu tối, chủ đạo là màu tối, phối thêm một cái màu sáng, tư vấn giùm. Màu sáng mày thì có màu này thôi chứ màu gì vậy? Màu nào? Đúng rồi, đúng rồi. Cái màu này á là một trong những cái màu mình thích nè. Cái màu này có phải là cái màu hôm bữa mình sơn chiếc ẹt không? Nó cái màu này hôm bữa pha chưa tới. Cái màu giống vậy nè, nhưng mà là cái màu giống cái nón của tụi đội á. Có không? Màu nón không? Ừ. Nón có luôn chứ. Có không? Đâu? Đây pha sẵn mới lấy luôn. Màu này hả? Màu nó hơi bị độc đó. Màu này á thì mình đi cái màu chủ đạo là màu gì? Màu đen. Màu đen pha thêm một chút màu này cho nó sáng. Ừ. Hợp lý, hợp lý. Chuột già. Đúng rồi, nó rồi, nó rồi. Đúng nó rồi ông ba ơi. Đúng rồi, thằng này nó vàng hơn nè. Cái thằng này á
khi mà vô tối là nó sáng nha. Thấy đèn rọi vô thấy nó có ánh vàng nha. Chứ nó xanh đâu. Vô tối là nó sáng mà ánh đèn rọi vô là nó vàng. Nhìn bình thường thì nó xanh. Cái màu này ông biết màu của ai không? Hả? Cái màu này á là màu của Valentino Rossi. Đó, đúng rồi, cái màu này tôi khoái lắm nè. Ok. Bây giờ mình sơn chỗ nào ta? Ghê không? Ghê không? Má ơi quên đạp cái. Cái về là chắc chắn mình chơi cái màu xanh đó nè. Vàng áo là màu đen. Vậy là mình sẽ phối thêm cái nắp. Cái nắp cốp màu xanh. Nắp cốp màu xanh. Cái đít màu xanh. Đúng rồi ông ba, đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà mình trừ cái về sau ra. Đúng rồi. Nè mình sơn chỗ này nè ông ba. Thì nè cái về xong lên cái giữa này đúng không? Ừ. Thì cái đường này nữa là màu xanh. Đường này thôi. Đó mình phối đường làm sao á, khúc này thôi. Rồi hiểu rồi. Mày nói rồi mà, mày nói rồi luôn nè. Đúng rồi. Để tối nay tôi lên bản vẽ tôi gửi cho ông là ông sơn y chang luôn. Rồi xong hết xe này nhiêu tiền? Sơn full luôn. Từ trong ra ngoài. Rồi ok nha anh em. Thì bình thường ở đây ông ba ông sơn xe á, full vàng áo á là tầm cỡ 1.2 triệu. Chưa công cán nha. Ủa 1.2 triệu là có công cán chưa? 2.3 tùy, nó tùy màu. Ok, tầm 1.2 tới 1.3 là bao công cán lắp ráp nha anh em. Ông báo cái giá là cái giá bao công cán tháo ráp luôn chứ không phải là cái giá sơn không nha. Đó. Anh em nào mà tháo vàng áo sẵn thì bớt chút đỉnh xuống. Ok. Xi ốc không? Xi ốc chứ. Xe tôi nè có xi không? Xi chi. Rồi ok, khi mà chiếc xe này hoàn thiện thì mình sẽ quay lại một lần nữa cho anh em xem diện mạo em nó nha. Xe này dạo gần đây mình bỏ bê quá, hôm nay bỏ một ngày ra để mà dọn nó nè. Đó. Thì ngày mai chắc là bắt đầu anh em tiến hành chà sơn. Ngày mốt là xong. Nói chung là anh em mình chịu làm thì mấy cái xe này tầm khoảng 4 ngày là xong nha anh em. Chứ không phải là ngâm một tuần lễ 1 tháng. Đó. Ở bên đây cũng vậy, nếu mà không có xe anh em qua á, là cứ mấy ngày là xong. Không có ngâm, còn nếu mà đông xe quá thì cỡ 1 tuần là bình thường nha anh em. Rồi ok, bye bye anh em ha, hẹn gặp lại.